3 lần bị từ chối tới học bổng chính phủ toàn phần. Tất tần tật những kinh nghiệm và bài học xin học bổng chạy chật của mình. Let's get started! Năm 2020 là một năm thật tệ với mình. Miệt mài apply học bổng. Duy nhất mình có thể nghĩ lúc đó là bị một trường từ chối thì có thể là do không may, nhưng mà apply cả 3 trường và bị cả 3 trường từ chối thì chắc chắn là do mình rồi. Trong quá trình thất bại, điều mình học được và nhận ra là illusion success. Thành công là một tảng băng trôi. Người ta chỉ thấy chiến lợi phẩm nhưng người ta không thấy mồ hôi. Đây là tất cả những gì chúng ta có thể thấy: thành công, hào quang rực rỡ. Và đây là những gì mà người ta không thấy: thất bại, bị từ chối, chật vật, tranh vanh, khó khăn, vất vả, nước mắt, mồ hôi, cố gắng, kỷ luật và ti tỉ thứ khác nữa. Năm 2021, mình quyết định thử lại. Vấn đề của một số trường mình thích ở Anh là một khi đã bị từ chối thì 2 năm sau mới được nạp lại. Mình chiến luôn học bổng chính phủ. Dù mình biết nó thử thách hơn rất nhiều, nhưng mà mình đâu có gì để mất đâu. Và mình muốn thử cảm giác thúc đẩy bản thân tới tận cùng giới hạn là như thế nào. Và mình biết rằng là có rất nhiều loại học bổng trên thế giới này, và ví dụ của mình chỉ là một ví dụ nhỏ nhoi thôi, nhưng mình hy vọng rằng có thể truyền cảm hứng và giúp ích một phần nào đó cho một số bạn trong hành trình chinh phục giấc mơ du học của mình nhé. Let's go! Bí kíp đầu tiên, tìm một mentor, người hướng dẫn. Và người hướng dẫn đợt này cho mình đó là chị Linh và chị Hoa. Và mình nghĩ là khi các bạn tìm một mentor thì các bạn nên tìm một người mà các bạn thấy có cái sự kết nối và nói chuyện với nhau, và cảm giác như bạn không filter ấy, bạn được là chính bạn, thì cái quá trình hợp tác và làm việc nó dễ dàng và dễ thành công hơn rất là nhiều. Thì chúng mình chỉ làm việc online và chưa bao giờ gặp nhau. Không phải là chúng mình chỉ suốt ngày ngồi nghĩ là bây giờ mình phải làm bài luận như thế nào, kết cấu ra sao, viết văn hay chuyện tốt như thế nào, mà chủ yếu phần lớn thời gian đó là nói chuyện để hiểu rõ về chính bản thân mình hơn. Tới một ngày, chị Linh có nói với mình là nếu như lần này mà em thực sự cố gắng như vậy mà em không được nữa, bởi vì đây là một cái học bổng mà cái tỷ lệ chọi nó rất là cao, thì chị nghĩ là em vẫn thành công rồi, em đã hiểu rõ được chính bản thân mình hơn. Và cái việc hiểu rõ chính bản thân mình là một câu hỏi rất lớn trong cuộc sống, để biết mình là ai, mình giỏi cái gì, mình muốn cái gì, thực sự khao khát cái gì, là một điều mà có thể mất cả đời để tìm. Nhưng mỗi một lần mình apply học bổng là mỗi một lần mình đào sâu hơn khía cạnh về bản thân mình, thì đấy là một cái sự thành công rất lớn. Cho nên trong lúc mình apply học bổng này thì mình không nghĩ quá nhiều về việc được mất, thắng thua, mà mình chỉ nghĩ là mình cố gắng hết sức mình thôi. Và khi mà chúng ta hiểu chính mình hơn rồi thì viết luận á, nó hiện ra hết cái độ chân thật, được gọi là authenticity trong bài luận. Với những ban giám khảo kỳ cựu, họ chỉ cần nhìn lướt qua bài luận thôi là họ sẽ biết cái nào là thật, cái nào là không thật. Bí kíp thứ hai, mình đọc và mình tìm hiểu tất tần tật những gì có trên mạng về học bổng này, từ trên web của học bổng, từ những cái group, từ những anh chị đi trước, từ năm cấp 2, cấp 3 đại học. Nếu các bạn làm được một cái gì đó cho xã hội, cho cộng đồng mà những cái đó không mang lại cho lợi ích các bạn ngay trước mắt, các bạn cứ làm thôi mọi người, cứ tận dụng sức trẻ của mình để làm cái đó. Có một cái quy luật đó là 3-year rule, 4-year rule, 5-year rule, quy luật 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm. Có những việc mình làm tận 6 năm nó mới gặt được trái ngọt. Cho nên những cái việc mà các bạn đóng góp cho xã hội từ lúc các bạn còn nhỏ tới bây giờ, sau này các bạn sẽ cảm thấy rất giá trị. Từ việc bỏ nó vào trong CV, từ việc apply học bổng, từ việc viết bài luận, tất cả những cái đó. Cho nên hãy đóng góp cho cộng đồng thật nhiều. Dù nó có thể không mang lại cho các bạn lợi ích ngay trước mắt, nhưng nó sẽ cho các bạn quả ngọt sau, sau mãi về sau. Cứ làm thôi, đừng đặt nặng cái vấn đề mình được cái gì ấy.
hay không được cái gì, miễn là cái đấy đóng góp cho xã hội, tức là bạn đã thắng rồi. Có rất rất nhiều khó khăn nó xảy tới. Có những hôm mình đi làm về và mình ngồi mình họp với chị Linh, mình mệt, mình đau hết cả đầu, mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà sau mình nghĩ lại là học bổng này ấy, có những người anh, người chị làm sếp của một công ty tập đoàn, các anh chị đi làm xong còn phải về chăm con, chăm gia đình và phải apply học bổng và học tiếng Anh từ đầu, là một cái ví dụ để mình cảm thấy có động lực hơn. Mình hay tự dặn bản thân mình rằng là mình giỏi thì chắc chắn sẽ có người giỏi hơn, nhưng mà cái sức chịu đựng của mình phải trong top đầu bù cho cái không giỏi của mình bằng người khác. Nên đấy là cái câu mình áp dụng từ bố mình, đó là con người hơn nhau ở sức chịu đựng. Mình phải chịu đựng được, mình phải vượt qua giới hạn của mình phải chịu khó, chịu khổ, chịu cực một tí thì mình mới thành công. Súng không lau, súng mau han gì, người không rèn, ý chí không cao. Mình viết luận theo format STAR STAR, cái này chắc nhiều người biết rồi đúng không? S situation, xác định vấn đề xung quanh mình muốn giải quyết. T task, nhiệm vụ cần đề ra để mình giải quyết được vấn đề đấy. A action, mình đã thực hiện những hành động gì để giải quyết vấn đề đấy. Và R result, nó có sách mách, có chứng, kết quả của những hành động đấy của mình là gì, đóng góp gì cho xã hội hay không. Năm 2020 là mà mình ngồi viết tập trung quá nhiều vào cái từ nó cao siêu, hoa văn lá cảnh và rất là hay dùng những câu phức hợp. From my perspective, a good leader is someone who do this, who do that, therefore make blah 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 better. Còn lần này mình viết thẳng luôn, a good leader inspires other people to achieve their goals. Sao? Câu đơn đi thẳng vào vấn đề. I did this, I did that, the result is, therefore I want to do this. Bụp 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 bụp. Đi thẳng vào vấn đề. Và cái câu statement, cái câu mở đầu của những đoạn văn của mình nó cực kỳ gãy gọn. Mình không biết cái này có thể áp dụng được cho nhiều học bổng không, nhưng mà với mình thì mình nghĩ là mình áp dụng một cách rất là hiệu quả. Mọi người có thể tham khảo nhé. Habit, tạo lập thói quen. Mọi việc mình làm sẽ dễ dàng hơn nếu nó được hình thành thành một thói quen. Mỗi một ngày mình đều mở laptop, mở vở, mở bút ra, viết nháp bài luận, suy nghĩ, nghiên cứu, viết, viết, viết. Cứ như vậy mấy tháng liền luôn. Phương pháp tập trung. Cắt điện thoại. Tập trung làm trong vòng 45 phút tối ưu. Nghỉ 5 phút làm động tác hạ đầu để máu lên não. Uống nước. Ngồi làm tiếp. Thực sự động lực lúc đấy rất lớn nên có hôm mình ngồi lên tù tì 1-2 tiếng cũng không xin nghe gì cả. Environment, môi trường, tìm cho mình một không gian dành riêng chỉ để học và làm việc. Với mình là bàn học và đèn bàn học bật lên khi mình làm việc. Cái này nó được gọi là behavior reinforcement, tăng cường hành vi. Tức là một hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tạo nên kết quả. Ví dụ khi mình ngồi vào bàn học, mình bật đèn này là mình biết là à, mình phải học và làm luôn. Mình sẽ không dùng đèn này cho việc đi ngủ, không dùng đèn này khi trời tối hay gì hết. Mình chỉ dùng đèn này cho việc học. Khi đấy mình bật đèn là mình biết ok, phải học thôi. Thì mình còn có một chiếc máy tính mới. Từ khi dùng lên này là việc edit video của mình trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Xuất video siêu nhanh mượt dù mở cả 20 tab. Phần lớn là nhờ vào chứng chỉ NVIDIA Studio Certificate rất uy tín. Chạy cái gì cũng mượt ơi là mượt. Màn hình thì nét chuyển màu, kích thước 16:10 siêu rộng, nhìn thoải mái, rõ ràng TK. Rất phù hợp với đứa cận như mình. Cái hay là máy có bàn phím đa màu, cảm giác rất là sống động và có động lực khi làm việc luôn. Reward system. Để học hiệu quả thì mình luôn phải có reward system. Cái này mình học được từ giáo sư Lockdown trong bài giảng này. Sau khi chúng ta học xong, làm việc xong thì chúng ta phải plan something special, lên kế hoạch cho một cái gì đấy đặc biệt, tự thưởng mình một cái gì đấy. Và ra quán cà phê thì khi nào mình cũng phải mang máy tính đi nữa, để mình xem phim, mình xem YouTube, mình xem cái gì đấy, mình chơi một cái gì đấy, có thể làm việc. Định vị là dòng máy gaming nhưng mà máy siêu gọn nhẹ nha, cầm đi di chuyển nhiều nơi thoải mái. Chiếc Scale 16 Studio mình đang dùng có thân máy làm từ hợp kim nhôm Magic cứng cáp, nặng chưa tới 2kg và mỏng hơn 2cm luôn, nên thoải mái và mang đi cả ngày không sợ va chạm. Interview. Nói chung là khi mình nhận được thông báo là mình đã qua cái phần bài luận và đến phần interview là mình đã cảm thấy kiểu vô thực lắm rồi. Và lúc mình submit bài luận thì mình cảm giác như kiểu ok, xong rồi, được thì được mà không được thì chắc là không được. Khi mình nhận được thông báo là mình bước vào phòng interview là mình đã quyết tâm là mình bằng mọi giá phải lấy được cơ hội này, bởi vì mình tin vào cái năng lực interview của mình. Và đây là quyển sổ mà mình đã học interview với chị hướng dẫn của mình, và mình xin phép được đọc tất cả những gì mình take note trong quá trình đây luôn nhá. We cannot over prepare, tức là mình có chuẩn bị 100 lần đi nữa thì nó cũng không bao giờ là đủ. Trong cái phần interview này thì mình nghĩ là để đạt được chất lượng thì mình phải có ít nhất là 3 mock interview. Bên cạnh đấy là mình còn tự interview chính bản thân mình nữa, tức là mình có tự hỏi câu hỏi, thu âm câu hỏi và trả lời câu hỏi
hỏi, record lại các thứ. Hai điều mà mình cần phải thể hiện ở trong phần phỏng vấn đó là passion and logic. Passion là sự đam mê, tức là lúc mình phỏng vấn, mình phải thể hiện là mình thực sự có đam mê với điều này và tất cả những gì mình nói phải xuất phát từ trái tim của mình, nó phải chân thực. Và đôi khi là simple makes perfect, tức là những cái điều mà đơn giản mà nó chân tình từ cái trái tim mình ấy lại trở thành một cái điều tuyệt vời một cách tối ưu. Cái đợt mình phỏng vấn là Covid-19 cho nên mình thực hiện online và mình không được kiểu mắt liếc ngang liếc dọc hay là nhìn lung tung khi mà mình hồi hộp. Mình phải nhìn trực diện vào họ luôn, không để cái cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi người phỏng vấn dù họ có nghiêm khắc như thế nào. Mình professional, mình chuyên nghiệp và mình không được quá informal. Logic là cái logic, cái cách diễn đạt thì cũng như cách mình viết thôi. Cái statement của mình phải strong. Cái thứ hai là mình sẽ luôn diễn đạt theo cái kiểu là với câu hỏi này em có 3 ý. Ý 1 là A, ý 2 là B, ý 3 là C. Luôn đánh dấu số ý của mình. Mình sẽ hạn chế nói kiểu lan man tràng lan đại hải. Thành ra là họ sẽ không bắt được cái keyword của mình. Phải luôn có ví dụ và số liệu. Ví dụ và số liệu càng chắc chắn để có thể back up với nhau càng tốt, càng rõ ràng càng tốt nhá. Ý tiếp theo, đọc đi đọc lại bài luận. Và lúc này thì mình cần phải retain và extend. Retain tức là giữ tất cả những cái ý của bài luận, tức là những gì mình nói trong phần phỏng vấn nó phải liên quan trực tiếp và nó giống với những gì mình thể hiện trong bài luận. Extend là mình phải cố gắng nói sâu ra hơn, làm dày cái ý của mình hơn, hành động của mình nhất quán, viết của mình nhất quán, nói của mình nhất quán. Và cuối cùng, luôn chuẩn bị 1-3 câu hỏi dành cho ban giám khảo. Thực ra cái này cũng là cái mình đã suy nghĩ và khó khăn ngay từ lúc đầu. Nhưng mà khi mình ngồi tĩnh lại và mình nghĩ là nếu thực sự mình thích một cái học bổng thì mình có vô vàn những tò mò muốn được giải đáp và mình sẽ chuẩn bị những câu hỏi đấy. Đừng quan tâm là câu hỏi đấy phải thể hiện mình là người thông minh hay như thế nào cả. Quan trọng là nó xuất phát từ cái sự tò mò thực sự của mình. Và khi mà mình có câu hỏi cho ban giám khảo ở cuối phần phỏng vấn ý, thì điều đấy thể hiện là mình là một người rất là có sát sao, rất là quan tâm thực sự và ban giám khảo cũng đánh giá cao hơn. I believe that networking is building and developing positive relationships for professional and social success. I believe that networking is building and developing positive relationships for professional and nhưng có công nghệ AI nên mình thu âm bằng laptop MSI nghe cực kỳ rõ ràng êm tai luôn. During my college years, I attended many student unions and engaged with like-minded friends.